mến chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước á. Hôm nay vườn mai Diễm Thúy của em lên giao lưu với kênh thì em cũng mong quý cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ cho nhà vườn của em ha cô chú anh chị. Hôm nay thì em lên giao lưu với quý cô chú anh chị mình có cúc thọ hương và hoa hồng thanh tú ha. Em cũng lần đầu lên giao lưu thì em cũng mong quý cô chú anh chị yêu thương có gì à? Mong quý cô chú anh chị thông cảm bỏ qua giùm em nha. Thì đầu clip của em là một cây cúc thọ hương ha cô chú anh chị. Quên nữa, quý cô chú anh chị mình xem clip yêu thương thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0982223575 nha. Rồi, mã số B1, một cây cúc thọ hương ha cô chú anh chị. Cây này thì em ghép dáng tàn thông, em ghép được khoảng 11-12 bo cô chú anh chị ơi. Bên em thì đã vô dây chỉnh sửa tàn cho mình cơ bản hết rồi. Cái này là Tết mình với lặt lá chơi hoa thôi cô chú anh chị. Mấy cái này mình về lên cây chậu đẹp ha, là cây đẹp liền cô chú anh chị ơi. Bo ghép mấy bo này thì bằng ngón tay út của em rồi nè, có những bo thì bằng điếu thuốc ha. Quý cô chú anh chị mình lấy bo nhân giống thì cây này cũng lấy được khá là nhiều bo cho cô chú anh chị. Rồi em đó ha, chiều cao là 102, tán ngang là 86. Vị trí này em đo lấy hoành là 17 nha cô chú anh chị. Rồi, mã số B1 em giao lưu với mình 650.000, em bao ship toàn quốc cho mình ha. Mã số B1 650 à. Tiếp theo ha cô chú anh chị, mã số B2 cũng là một cây cúc thọ hương luôn cô chú anh chị ơi. Cây này thì em ghép được khoảng 8 bo ha. Vô dây chỉnh sửa lên là những cái tàn ấm hỉnh hết cô chú anh chị. Chiều cao là 85, tán ngang là 87. Vị trí này em đo lấy hoành ha, là 12 nha cô chú anh chị. Rồi mã số B2 em giao lưu 550.000 hả? 550.000, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn ha. Cây này cũng khá là đẹp ha cô chú anh chị, tàn nó cũng ấm hết rồi ha. Rồi em qua mã số tiếp theo ạ. B3 cũng là một cây cúc thọ hương luôn nha cô chú anh chị. Mấy cây này thì em ghép được 7-8 tháng hết rồi. Từ đây tới Tết là đủ hơn một mùa ha. Là mình có thể là chơi Tết được cô chú anh chị. Giờ này nụ kim nó khá là nhiều luôn nè. Đây, nụ kim nó có nè. Tết này là sẽ ra bông được ha cô chú anh chị. Mùa này thì mình mua cây giá rất là rẻ luôn cô chú anh chị ơi. Em giao lưu giá sinh viên ha, quý cô chú anh chị yêu thương ủng hộ em nha. Chiều cao của nó là 88, tán ngang là 81 hả? Hoành thân vị trí này em đo được 14,5 gần 15 luôn ha. Rồi, mã số B3, cây cúc thọ hương này em giao lưu 600.000 nha. 600.000 em bao ship toàn quốc hả? Rồi, em xin xuống cây ạ. Tiếp theo là mã số B4 đó cô chú anh chị. Cây này thì em ghép cái tàn tròn vo hết cô chú anh chị ơi. Cốt cành nó đầy đủ hết ha. Đang đi cây lá mới nè cô chú anh chị. Vô dây hết rồi nên quý cô chú anh chị mình về Tết chỉ cần nó ra hoa là mình chơi thôi cô chú anh chị. Không cần chỉnh sửa gì nhiều ha. Chiều cao của nó là 80, tán ngang là 90 ha. Em đo hoành vị trí này là được 15 nha cô chú anh chị. Cốt cành nó đều hết nè cô chú anh chị. Rồi, mã số B4 em giao lưu 600.000, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Rồi em xin xuống cây luôn. B5 ha cô chú anh chị. B5 cũng là một cây cúc thọ hương luôn cô chú anh chị. Cây này thì dáng tàn dù ha. Em ghép được để em đếm thử thôi. Khoảng 7-8 bò cô chú anh chị ơi. Dù dây hết rồi. Mấy cây này nó ra nút lụt kim hết là Tết nay mình có thể là chơi bông được rồi cô chú anh chị. Bò ghép của nó thì nó bằng điếu thuốc rồi ha. Có cái là bằng con út luôn á cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 88, tán ngang như vậy là 82. Vị trí này em đo lấy hoành là 14 gữ gần 15 luôn ha cô chú anh chị. Cây này thì em đã thất thân thôi. Thất thân của nó là 30 hả? Rồi,
giao lưu với mình là 550.000, em bao ship toàn quốc luôn. Rồi em tiếp theo ạ. Bên 6 của chú anh chị. Bên 6 là một cây cúc hoa hồng thanh tú nha cô chú anh chị. Đây. Cây này thì em ghép được 1, 2, 3, 4, 5, 6 bông. Nó đang đi cây lá mới nó đỏ đỏ nè cô chú anh chị. Cái này thì quý cô chú anh chị nào thích hoa hồng thanh tú muốn nhân giống thì mình lấy cây này ha cô chú anh chị. Em giao lưu giá rẻ cho mình để mình chơi ha. Rồi. Chiều cao cây này là 82, tán ngang là 64, hoành thân là 13. Rồi, mã số B6 em giao lưu là 450.000, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn ha. 450.000 cây hoa hồng thanh tú này ha cô chú anh chị. Giá em bao ship luôn rất là rẻ ha. Rồi. B7 nha cô chú anh chị. Cây này cũng là hoa hồng thanh tú luôn cô chú anh chị. 2, 4, 6, 8, 10 bo ha. Chiều cao là 65, tán ngang là 72. Cây này hoành em đo được 15 nha cô chú anh chị. Mã số B7 này thì em giao lưu với mình 450.000 luôn ha. Em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Cốc cành nó cũng tương đối đều ha cô chú anh chị, nó ra thêm hai cây lá nữa là nó tròn ẩm như vậy luôn thì nó khá là đẹp ha. Giá thì rất là mềm luôn cô chú anh chị ơi. Rồi em lên cây tiếp theo ạ. B8 là một cây hoa hồng thanh tú đó ha cô chú anh chị. Cây này thì thấp thân nó thấp ha. Em ghép cũng khoảng 8-9 bo đó cô chú anh chị. Bên em thì đã vô dây cơ bản cho mình hết rồi ha. Chiều cao là 93, tán ngang là 60, hoành thân là 18 á cô chú anh chị. Rồi, cây hoa hồng thanh tú mã số B8 em giao lưu 600.000, 600.000 em bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi em qua mã số tiếp theo ạ. Tiếp theo là mã số B9 nha cô chú anh chị. Cũng là một cây hoa hồng thanh tú luôn cô chú anh chị. Cây này thì em ghép được 6-7 bo vậy. Cây này có bộ đế rất là khéo luôn nha. Nó có cái đuôi gì nè, nó nở cái đế ha. Các bo ghép của nó thì nó cũng bằng ngón tay út của em hết rồi cô chú anh chị. Chiều cao của nó là 78, tán ngang là 65, hoành thân ha cô chú anh chị. Em đo vị trí trên này nha là 15, củ nở gì em đo được 24 ha, nồi đếm đo được 39 nè. Rồi mã số của B9 cái hoa hồng thanh tú này ha, em giao lưu với mình 550.000 thôi. 550.000 em bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chơi. Rồi tiếp theo là mã số B10 ha cô chú anh chị. B10 là một cây hoa hồng thanh tú nữa ha. B10 là một cây cúc hoa hồng thanh tú cô chú anh chị. Cây này thì em ghép được cũng khoảng 9 bo nha. Tàn nó cũng khá là tròn đều. Bên em đã vô dây những nút dây cơ bản cho mình hết rồi nè. Chiều cao của nó là 72, tán ngang nó là 65, vị trí hoành này em đo được 14 đó cô chú anh chị. Rồi cây hoa hồng thanh tú mã số B10 này em giao lưu 500.000 thôi ha. 500.000 em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Em cũng mong quý cô chú anh chị yêu thương ha. Clip cây mã số B10 thì cũng là cây cuối clip của em ngày hôm nay. Em chúc quý cô chú anh chị mình xem clip vui và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở những clip giao lưu tiếp theo nha.
liên hệ với vườn của em qua số điện thoại là 0982223575 ạ. Tạm biệt.